Ngày 2 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, xem xét thảo luận cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung xem xét thảo luận đối với 16 nội dung trình kỳ họp, đồng thời thống nhất và thông qua 10 nghị quyết theo thẩm quyền. Phương thức tổ chức kỳ họp lần này của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục được đổi mới theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thời gian nghe báo cáo tờ trình tại hội trường, tăng thời gian để các đại biểu tự nghiên cứu, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ dân cử. Trong 16 nội dung được xem xét tại kỳ họp lần này, chỉ có 10 nội dung được trình bày trực tiếp tại hội trường, 3 nội dung được trình bày thông qua báo cáo bằng hình ảnh. Các nội dung báo cáo còn lại được các đại biểu tự nghiên cứu. Trong đó đáng chú ý là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố. Báo cáo đánh giá với phương châm đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Như tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt gần 5.760 tỷ đồng, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 95 triệu USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.771 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt 535 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 75,9%, tỷ lệ lao động có văn bằng chứng chỉ ước đạt 41,02%, tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 1,34%. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung xem xét thảo luận đối với một số tờ trình khác, như tờ trình về quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Sông Công năm 2023, tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tờ trình về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thành phố Sông Công, tờ trình về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2025, thông báo tóm tắt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận các nội dung báo cáo trình bày tại kỳ họp. Các nội dung khác của kỳ họp lần này sẽ diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 7.